Với căn phòng 25m2, giờ đây chúng tôi có thể bán hàng ngàn đơn hàng tại Mỹ, Úc, Canada, New Zealand. Chào bạn, tôi là Tomato Hường, tôi có 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Affiliate Marketing. Gần đây tôi có tổ chức một chương trình về đào tạo Affiliate Marketing. Tôi nhận được rất là nhiều phản hồi tốt từ khán giả. Vì vậy, gần Tết, một dịp lễ rất là lớn, thì chúng tôi có tổ chức một chương trình miễn phí để chia sẻ về bí mật chúng ta có thể ngồi Việt Nam kiếm tiền toàn cầu với Affiliate Marketing. Khi đến với chương trình này, các bạn có thể biết được những cái cách đơn giản để chúng ta có thể tạo ra được dòng thu nhập, bán được hàng cho người bên kia bán cầu mà không cần phải giao hàng, không cần phải chăm sóc khách hàng. Đôi khi các bạn cũng không cần biết khách hàng là ai và không phải lo lắng những cái vấn đề thường ngày như là tồn kho, như là quản trị nhân viên hay là những cái hệ thống vận hành rắc rối trong doanh nghiệp. Và chúng ta cũng không cần phải lo lắng về vấn đề sếp nhân viên hay là những cái mối quan hệ trong công ty, mà chúng ta sẽ biết được cái cách làm thế nào để có được cái phong cách sống tự do chỉ với một chiếc laptop. Hãy đăng ký ngay vào đường link bên dưới để có mặt tại buổi hội thảo ngày hôm nay.